Okay, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើង domain controller ឬក៏ directory សម្រាប់ថ្ងៃនេះតទៅថ្ងៃមុនផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដូចជាណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើង additional controller ឬក៏គេហៅថា backup domain controllerbackup domain controller វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាអាចធ្វើការ backup រាល់ scan database ដែលមាននៅក្នុង domain controller មក store នៅក្នុង backup domain controller ជាវិញទៅពេលដែល primary domain controller វា code user នៅតែអាច connect ទៅកាន់ backup domain controller ដើម្បីធ្វើការ access អូខេដូច្នេះចាប់តាមរកនេះโอเคឥឡូវខ្ញុំមាន server ទាំងអស់ចំនួន2ទី1 active directory server ទី1អានេះតើតួជា additional domain controller ដែលគេហៅថា backup domain โอเคមុនធ្វើការដំឡើង additional domain controller យើងត្រូវតម្រូវសួរថា server ទី1ហ្នឹង server ទី2ហ្នឹងវាមាន connection នៅគ្នាហើយឬនៅping ទៅវាស្គាល់គ្នាអត់អូខេឥឡូវយើងចាក់ ping ពី server ទី1អូខេពី server ទី2មកកាត់ server ទី1សិនអូខេសូម server ទី1មាន IP 192.168.1អូខេ server ទី1យើងស្គាល់ ping ទៅកាន់ server ទី1ស្គាល់ហើយឥឡូវយើងធ្វើការ ping ទៅកាន់ server ទី2វិញមិញយើងពី server ទី2ភ្លៀងមកកាន់ server ទី1ស្គាល់ប៉ុន្តែពី server ទី1ភ្លៀងទៅកាន់ server ទី2អត់ស្គាល់តែក្នុងករណីនេះមានន័យថា server ទី1ហ្នឹង server ទី2ហ្នឹងវាចូល firewall អញ្ចឹងចូលចូលដល់ firewall មកโอเคបន្ទាប់ពីយើង allow firewall ហើយគឺធ្វើការ ping ពី server ទី1ទៅកាន់ server ទី2អូខេដូច្នេះវាស្គាល់គ្នាហើយវាមាន connection របស់វាទៅវិញទៅមកហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុង server ដែលតើតួជា additional domain controller យើងត្រូវទៅធ្វើការjoin ទៅកាន់ server ទី1ដែលមានឈ្មោះថា domain controller ឬក៏ primary domain controller អូខេយើងធ្វើការ join domain របស់វាទៅ start my system property char ចូលពីធ្វើការ join domain ហើយវាទាមទារយើងធ្វើការ restart សិន start ទេthank you.
ok, bây giờ mới cho tôi mở thai chuyện bán cho anh mẹ hay là ok, dân ban cho anh em vui quá ok, còn tại user dân cũng phong được lọc email user phong primary domain controller nó cứ user call machine dân tiên tiêu dân lọc user name rồi chữ password của server thì mua nằm bởi đó sắp hay dân full control trong cả asset rồi có một cái to directory rồi có edit edit nó là một chỗ là thì chúng mình sẽ tự cần đưa ra một cái tên cái trang này thì như thế cũng stand auto về để bằng server làm bộ stand server manager ok chúng mình toàn tiếp trên thuộc cả đồng lạc channel đồng lạc controller ok mình chỉ là server manager mà ok toàn mất nhưng chưa tới add rule này chưa ok next 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 tiếp ok, trong trường hợp này chúng ta cho Active Directories Domain Service. Ok, cái lại DNS server này chúng ta cho tại máu của chúng ta install dùng mỗi cái mẫu tập. Ok, này. Ok, này.
trong trường hợp này vì successful hay chút lòng mà ok tôi mới chút trong trường hợp này game promote vì tôi chỉ được mấy cái thôi lo đấy ok vì muốn nó phải để dương miên đùm lại để domain controller dương thích cho cái line add new for đây còn tay nó không biết dương đùm lại additional domain controller là đã tua chỉ backup domain controller tao mới dương thích nên đưa như vậy ok tao muốn next trong một sign name đi rồi sign name ok trong một password and confirm password này trong một đội này về tìm tia dương vai password pro nằm bay nó phải để dương thuê can drop domain controller đúng một additional domain controller vì tìm tia dương ra password ok vai password này. Ok, vì tìm tìa dính thư ca thì sao?
Ok, tôi muốn chui từ start, chui từ căn đi lại xem nó. Thằng nó river lúc áp dụng vì bạn bật cả ở dưới hai bên đấy, không vội áp dụng vì bạn bật cả ở dưới ok. Start tòa mốc này là chưa được đi vào dưới. Ok nhưng mà bật cả ok cho chọn đơn tha primary domain controller hay những additional domain controller sẽ có viên đấy nhưng right click đây đi mà ok. Okay, right click the domain này, your operation master. Okay, nên cái nhé, dùng miền tìm mối, tìm pì. Okay, tìm mối, tìm pì. Okay, được chứ nhé, dùng ai thực cả testing ba, okay, là dùng ui thôi là gì? Tôi sẽ gọi tìm mối. Ok luôn ok lấy u thô là cho bà cái ô vô mũi mình đã thả số nó thả ra phải nhanh đi. Tao mọi người thực tập các user mode bài thực tập testing. Đã ưu ta A cho A1 là ok, dựng ban bằng cách OU hay nâng user mỗi nâng nâng OU nâng tạo thật A1 nâng nâng primary domain controller server thứ mỗi về hợp tổng ở những chỗ tùm mơ nâng nâng server thứ phí nâng tạo viên miền ọt quay dựng bằng cách mấy nâng ok, nâng cười như miền nâng Sonatra quay nâng 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 chúng như bậc cao rồi vậy nên lơ server thì mỗi server thì phí bình hiện tại chúng như thực tập bài nào chắc rồi user và đồ chỉ OU đã store được trong server thì mỗi về đặt server thì mỗi mình phải nhá user đã join được mình một căn một sân server dưới nơi tại asset ban đầu đã tố về sân một căn server thì bị và chỉ cần lấy server thì mỗi đào. Ok, rupiah mereka dalam backup domain controller, repo additional domain controller, contoh apa nih?